Xin chào mọi người, em và đứa bạn thân năm nay đã 27 tuổi rồi. Hồi năm lớp 11, tụi em có hứa quyết không có bồ. Nếu có thì phải cùng chung một lúc. Vậy mà đến năm 25 tuổi, em đã bất ngờ khi đứa bạn não nho đó gửi cho tấm thiệp cưới. Lúc đó em khóc như mưa và gọi mắng cho nó một trận, do nó dám làm sai lời hứa năm đó. Nó chả biết làm gì ngoài cười chảy cả nước mắt. Chuyện cũng qua và em cũng rất vui khi đứa bạn não ngày nào còn trêu chọc em giờ đã cưới được một người chồng đẹp trai, giàu có và yêu thương nó. Nhưng đến khi đứa bạn em có đứa con 1 tuổi thì thằng chồng của nó bắt đầu có những biểu hiện rõ của sự ngoại tình. Thằng này thường xuyên quát mắng đứa bạn em, thậm chí nó còn muốn đánh bạn em. Bạn em lúc chưa biết thằng đấy ngoại tình thì vẫn tưởng do áp lực công việc nên nó vẫn cố quan tâm động viên và chịu sự quát mắng của thằng tồi ấy. Khi phát hiện chồng ngoại tình thì bạn em hoảng lắm, gọi điện khóc thút thít với em. Khi em sang nhà dỗ thì thấy nhà cửa tan hoang hết, bạn em đập hết những thứ chồng nó mua tặng là đồng hồ, điện thoại, son phấn, còn có cả con xe SH. Trời ơi, lúc đó em thấy nó ở trước nhà ôm đứa con mới 1 tuổi, đứng chửi rủa thằng chồng nó mà em thấy hoảng luôn. Tóc tai nó thì bù xù, quần áo thì tả tơi, con thì khóc quấy. Khi thấy em sang thì nó chạy tới ôm ôm em, rồi vào kể với em mọi chuyện. Sau hôm đó thì em điều tra về con Danh đấy. Ôi dồi ôi luôn, nếu không nói thì em tưởng nó kém tụi em có 1-2 tuổi gì đó. Ai ngờ con Danh này mới học đại học năm 2, tí tuổi mà đã tập tành đi cướp chồng người khác. Mà đã thế, con này còn biết chồng bạn em đã có vợ rồi, nhưng mà vẫn lén phén qua lại với chồng bạn em. Hai hôm sau, em cùng đứa bạn thân và hai bà chị đến ghen tại nhà nghỉ của thằng chồng khốn nạn và con nhãi kia. Hai bà chị của em cũng không phải là dạng dễ chơi. Bà thứ nhất làm kinh doanh bất động sản nên là cũng hăng máu. Bà thứ hai thì phải gọi là bá cháy. Bà là đòi nợ thuê, khắp người xăm hình thì phải gọi là đẹp mê hồn. Nhưng đòi nợ thuê đúng pháp luật nhá, chứ không phải là sai pháp luật đâu. Trước khi đi, tụi em đã dày công chuẩn bị và trộn những thứ thơm tho vào một. Trời ơi, phải nói nó thơm gì đâu, thơm như nét con Danh trà xanh kia. Rồi tụi em phi hai con chiến mã đến khách sạn, bà chị kinh doanh mua trọn phòng ở đó, để riêng phòng của hai con người tồi tệ kia. Bà chị đòi nợ thuê cầm nguyên cây búa đập bể ổ khóa, xông vào thấy tụi nó đang ân ái với nhau. Con mặt em càng sôi máu, muốn lao vào đánh con Danh kia. Thằng chồng thấy thế thì vênh mõm lên, chửi bạn em là già, xấu, lại còn vô dụng. Con kia thấy thế cũng được đà, làm tới vênh cái mặt lên chửi tụi em những từ khó nghe. Lúc này bốn người tụi em bị chọc đúng chỗ ngứa nên nhao vào chơi tụi nó luôn. Hai bà chị em thì đánh thằng chồng tới tấp nhưng mà vẫn cố bao che cho con Danh đấy. Con bạn em thấy thế thì sôi máu hăng nên nhảy lôi thằng chồng ra cho hai bà chị xử lý. Còn con tiểu tam thì bị bạn em tát liên tục. Khi bạn em đánh mỏi tay rồi thì đến lượt em đánh con nhỏ đấy. Bị đánh tả tơi hết sức cãi thì nó khóc lóc xin tha. Nó càng khóc em lại càng đánh hăng. Đánh đã tay rồi thì bốn người tụi em tha cho nó, vì chẳng còn gì để nói với hai con người khốn nạn kia. Trước khi đi thì em selfie một cái với con tiểu tam kia một tấm để làm kỷ niệm lần đầu đánh ghen. Bạn em thì chỉ cười nhạt rồi ném đơn ly hôn cho thằng chồng tệ bạc kia. Nó chỉ biết van xin quỳ lại bạn em đừng ly dị. Nhưng lúc nó ném giấy ly hôn, trông nó ngầu dữ. Em không ngờ con bạn thân não nho của mình đã tự tay giải quyết việc hôn nhân này. Kết thúc câu chuyện thì em cũng muốn gửi tới những con bé nào mà còn non dại thì đừng cố cướp chồng người khác. Không lúc đó bị đánh thì kêu bồ nó cũng ngỏm rồi. Tạm biệt mọi người nhá. Quả ngon thì chín mọng, người có vẻ nghiêm trọng thì chắc chắn có drama. Đọc các bài Tuesday bị đánh ghen trên page mình nhiều rồi, nhưng mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chứng kiến vào cảnh tự dưng bị oánh ghen luôn á. Nhưng thế với mọi người, bằng tất cả số tiền mình có trong ví bây giờ, chuyện này mình không bịa. Ngày đẹp trời hôm ấy, mình đi vào quán phở bò, gọi một suất phở tái ngầu 40k full topping như mọi lần. Đang chuẩn bị xúc thìa phở thịt nóng hổi thơm lừng mùi gia vị thanh đạm trong tiết trời se lạnh vào miệng thì tự nhiên lại rơi. Chắc chắn là có điểm rồi. Từ đâu phóng tới hai chị đi xe SH, một chị người có mực, trời thì râm mát nhưng mà vẫn phải đeo quả kính râm cho nó đúng khí chất, hung hung hổ hổ dừng xe. Vừa bước xuống, chị đeo kính phi luôn vào quán cơm. Bàn bên cạnh thì có một chị đang ngồi ăn cơm rang dưa bò. Mày có phải là Hương không?
Chị gái kia chưa kịp dạ hết câu, bà chị kính đen cầm cả đĩa cơm rang dưa bò hất lên mặt chị trong sự bàng hoàng của mình và mọi người trong quán. À, mày cướp chồng người khác nhá, bây giờ mày muốn cái gì? Chị kia vừa lau mặt vừa phủi quần áo vừa nói. Chị ơi, chị nhầm người rồi. À, mày còn già mồm à, có thích cãi không? Lúc đó trong đầu mình nghĩ chắc là đánh ghen đây mà. Thôi, cứ ôm bát phở, ngồi xích xích vào trong xem có chuyện gì to tát không. Không lại mất cả bát phở bò tái ngầu ngon lành. Đấy, thế cứ cầm bát phở ngồi sát sát vào trong tường coi như không biết gì. À, thì chị kia vừa mới dứt mồm. Có thích cãi không? Thì chị này trả lời. Em không phải là tên Hương, chị nhầm người rồi. Mày không phải là Hương thì là cái gì? Định dở bài ngây thơ để chuồn à? Lại còn cãi à? Tao táng vỡ alo mày bây giờ. Chị này vừa dọa thêm được một câu nữa. Thì cái chị có mực đi xe SH ở ngoài trời mới đi vào. Ơ, hình như nhầm người rồi. Chị đâu kính ngơ ngác. Nhầm á? Có thật nhầm không? Nhầm rồi, đâu phải con bé này. Ơ, ô là la. Đến lúc này mình mới thấy một sự phức tạp. Hai chị đi đánh ghen mà đánh nhầm người, đỉnh cao của đánh ghen ạ. Mình ngẩn ra như vịt nhà mới đẻ được quả trứng gà hai lòng. Trông đấy là bất ngờ. Hãy nhận của em một lạy này, hai chị ơi. Cả ba nhìn nhau ú ớ. Còn cả quán thì đang trầm trồ hỏi, sao hai chị kia ngầu thế? Cô chủ quán còn định ra can. Sau khi xác nhận là nhầm người thật, hai chị kia liền xin lỗi rối rít. Ờ, hai chị xin lỗi em nhá, hai chị nhầm người. Giận quá mất khôn, em thông cảm cho hai chị. Để hai chị gửi tiền cho em đi mua quần áo mới. Lúc đó, chị người có mực rút ra trong ví 3 triệu rồi đưa chị kia và bảo là em cầm tạm giúp hai chị nhá, hai chị xin lỗi. Rồi cả hai lên xe vì khí thế không còn hùng hổ cho lắm, lướt đi nhanh như một cơn gió. Mình ngồi ăn phở ngẫm cũng chán, khổ thân bà chị kia. Đang ăn cơm tự dưng bị hai hoạn thư giới đất hỡi hất luôn cơm vào mặt. Thế mà cũng xin lỗi rồi đưa cho 3 triệu để mua quần áo và suất cơm khác, kèm thêm đền bù tổn thương tinh thần rồi mất hút như một cơn gió. Méo hiểu kiểu gì luôn mọi người ạ. Không dưng tai bay vạ gió, họa rơi vào đĩa cơm rang. Sau này á, chồng các bạn hay là người yêu mà có lăng nhăng thì phải thật là bình tĩnh nhá, không lại làm người khác mất bữa ăn rồi mất thêm 3 triệu tiền đền bù nữa. Vậy mới thấy chuyện yêu đương cũng như một miếng chả vậy, chả ra cái quái gì. Mình là Thơ, sinh viên năm cuối. Người yêu mình tên là Tuân bằng tuổi mình. Thường thường, cái đầu của mình chỉ để mọc tóc. Cho tới ngày hôm qua nó lạ lắm ạ. Mình và người yêu có hẹn nhau đi xem phim nhân ngày đặc biệt của hai đứa. Khoảng nửa tiếng trước khi đi, mình có lướt TikTok và xem Facebook dạ. Thấy có video gì đó hay hay, cho người yêu. Thế là bèn tính kế lát nữa trêu anh ấy. Một lúc sau, mình liền qua nhà người yêu để cùng đi. Lần này, mình không gọi điện cho anh ra đón như mọi lần, mà nay mình đứng gọi cổng thật to. Tuân rất nhanh ra mở cổng. Em hâm mà Thơ, sao không gọi điện thoại mà lại đứng đó gọi cháy nhà như thế? Thôi, hôm nay không có phim phiếc gì hết. Em đã biết hết chuyện rồi và có ảnh trong máy. Bây giờ khôn hồn thì anh giải thích hết rõ đi. Vừa nói, mình vừa thể hiện thái độ nghiêm nghị, kiểu như là tra khảo ấy. Tuân hoang mang và trả lời. Ơ, em làm sao đấy? Anh làm gì sai đâu mà em nói. Em làm sao mà hôm nay lạ thế? Em đã nói rồi, đừng để đến lúc em cáu lên thì không giải quyết được cái gì nữa đâu. Tuân vẫn dứt khoát, nói là không có gì hết, mình định quay xe đi về. Thế là anh ấy kéo tay áo mình. Thôi em ơi, thực ra chuyện không phải là thế. Đến lúc này, mình tự dưng thấy hơi run run. Với giác quan thứ 6 của con gái, thấy có gì đó méo ổn, nhưng mà vẫn tỏ ra bình tĩnh, nghe Tuân vừa lý nhí, vừa cúi gằm mặt. Thực ra anh với Lan hôm đó không phải cố ý đâu. Hôm đó bọn anh uống hơi quá và Lan không vững để đi xe, nên đã gửi xe máy lại và cho anh đi nhờ về. Lúc đi đường cảm thấy lạnh và mệt, nên là Lan đã bảo anh đưa tạm vào nhà nghỉ gần đó, rồi chốt cửa lại về trước. Sáng mai tỉnh thì tự về sau. Nhưng anh lo Lan sẽ bị trúng gió nên đã ở lại cùng Lan đêm đó. Và... nói tới đây mình mới cay hết cả sống mũi. Mình nhớ ra tháng trước đúng là có một ngày bảo đi sinh nhật bạn thân, rồi say quá nên ngủ ở nhà nó luôn. Lan thì chắc là đồng nghiệp của Tuân thì phải. Nghe đến đây mình tức quá, cắt ngang giọng nó luôn. Mày được lắm, nếu như hôm nay tao không làm như thế này thì mày có nói ra sự thật không? Không biết đầu tao sẽ mọc bao nhiêu cái sừng nữa. Rồi sau đó mình tức quá, thấy bên cạnh có quán trà đá, mình liền lao ra đó.
Cô ơi, cho cháu mượn cái điếu cày. Từ từ cháu ơi, đừng làm gì dại dột mà hại bản thân. Bình tĩnh cháu ơi, đừng vì nóng giận, đâu cũng có người này người kia. Không được cô ơi, trai có người rít người ráp, chứ thằng này là người âm phủ rồi, cháu phải xử lý nó. Nói xong, mình vác cái điếu cày ra trước mặt Tuân trước sự ngỡ ngàng của nó. Mình vung cái điếu cày lên một phát, mặt Tuân không còn vẻ đẹp trai hèn hạ như lúc đầu, mà giờ đây là hèn hạ bốc mùi. Đúng là rất bốc mùi, cái mùi lợ lợ khắm khắm, hệt như cách nó cắm sừng mình vậy. Mình đã hất nước từ cái điếu cày vào mặt nó cho bõ tức. Nào là nước vàng vàng mùi khắm khắm, thuốc xót trong điếu cũng chảy lên tóc, lên mặt Tuân. Phụ nữ đánh phấn không đánh ghen, đây là địa bàn nhà nó nên chẳng dại gì mình tác động vật lý cho nó cả. Nhưng sau đó cay quá, mình phóng xe đi về luôn. Đã 2 ngày mình chặn hết liên lạc của Tuân vì mình quá sốc, không thể tin nổi chuyện đó là thật. Theo mọi người, mình nên làm gì tiếp theo? Vì bây giờ mình vẫn còn thương nhưng mà mình cay lắm. Cứ nghĩ đến chuyện đó là thấy tức không chịu nổi. Oánh ghen bằng nước tiểu cầy có nhẹ nhàng quá không? Khổ tâm thực sự.